Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy địa giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy vô minh hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy bố thí Ba La Mật Đa hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy pháp không nội hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy trơn như hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy thánh đế khổ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy bốn tịnh lự hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy tám giải thoát hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tăng hoặc giảm, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn.